Mình chào anh chị em nghệ nhân đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ lên cho anh chị em nghệ nhân cùng trải nghiệm với con này là con Manta, có tên gọi khác là con Hoa Mai. Con này cũng trống nha mọi người, nó líu hay lắm. Và mọi người cùng theo dõi ha. Đây là Manta, còn man trống nha. Đây cho mọi người xem rõ hơn nè. Cái gì nó kêu đó.